Đây này, cái câu chuyện này thì mày bị làm sao đây? Mày có để im cho người lớn người bé người ta có xem không? Mẹ chó mày mà. Tôi nói thật là trong sự nghiệp của tôi ít nhất phải tầm mấy nghìn người. Cứ qua Zalo xong rồi gửi ảnh xong rồi theo anh thì cây này bao nhiêu tiền, mới cả em đang định mua cây này, anh định giá hộ em, anh trong giới năn nỉ anh giúp mới định giá mới thế nọ thế kia, nhưng mà mình toàn từ chối rồi. Đấy, toàn từ chối rồi. Thế là nhân tiện cái video này thì đấy nói cho mọi người biết là nó khó, tại vì là cái việc là định giá mới cả tôi trong nghề tôi định giá, nhưng mà tôi định giá thì chả giải quyết cái mẹ gì. Tại vì cái việc mua bán mấy cả giá cả mấy cây cối là giữa người bán và người mua. Tôi định giá cây này ví dụ để mà tôi mà mua thì nó chỉ rơi vào khoảng 2 triệu đến 2 triệu rưỡi. Trả 2 triệu rưỡi ông Thuận ông bảo là mày phải bán được 5 triệu. Cho nên là nó không diễn ra được. Còn nếu các bạn mua thì như cây này thì ông Thuận ông đang đòi 5 triệu. Tức là với mọi người ấy, thì là rất là mơ hồ trong cái chuyện là người ngoài có thể định giá. Những việc cái giá cả là nó do người bán và người mua. Nó quyết định cả cái con chó này này. Mẹ nó chứ. Nó đo gốc nhưng mà sợ nó đập cho phát vào tay. Đó, mọi người có hiểu không? Tôi đã bảo với hàng cây cảnh hoặc là cây nó không như cái hàng hàng quần áo. Size S là size S. Size M là size M. Cây cối nó do gốc, do cây, do tật, do tán, do lá. Cho nên là các ông cứ chụp ảnh xong rồi gửi tôi xong rồi cứ năn nỉ mình là định giá mới cả theo anh thì mua được bao nhiêu. Em mua cây này 10 triệu có được hay không? Mình bảo là thôi tôi không liên quan đâu, ông mua mà ông hợp mắt thì ông mua. Mình nói bảo cây ý đắt thì lại bảo là thằng này nó theo cái ý là nó tranh khách mới cả nó nói đẻo mới thế nọ thế kia. Mẹ hỏi giá mình đã chắc mình bán đấy. Cây ở nhà ấy, cứ hỏi giá mình đã chắc mình bán đấy. Mới cả qua một cái thời kỳ của thằng Kiên, tức là qua khi mà mình bán hàng ấy, qua mấy thời kỳ cơ. Thứ nhất là cái thời kỳ phải tức là chốt được đơn nhá, nhận được tiền cọc, mẹ lại còn đóng gói xong rồi phi ra kia gửi xe. Mình qua cái giai đoạn ấy rồi, lại đến cái giai đoạn bán lẻ, tức là bán từng cây một, xong rồi lại ghép đơn cho thế nọ thế kia. Bây giờ tôi phải bán một mớ cơ, mẹ không phải là ví dụ như ông nào ông bảo là cứ vanh tầm này cây mọc tầm 4 triệu hay 5 triệu đấy, anh gom cho tôi 10 cây, 2 cây hoặc 3, 4 cây. Mà chứ còn bây giờ nó qua từng thời kỳ rồi, nó cho nên là không quay lại được cái thời kỳ trước nữa. Bây giờ mà bảo tôi là bán cây mộc này xong rồi mẹ đánh ra xong rồi gửi xe rồi thế nọ thế kia thì không làm gì được, nói thật. Tôi chỉ có giao cho ông cõng bom bảo là thôi đấy cho ông 500, ông lo tìm xe thế nọ thế kia, nhưng ông ấy cũng không tìm được. Nói ông Thuận là ông không tin, bảo bây giờ phải mất cho ông cõng là 300.000, đấy là ông phải làm thế nào ông chuyển cây này về nhà cháu, xong ông mua cho cháu cái chậu, xong rồi trồng lên cho cháu đẹp đẽ một cái chậu. Cháu trả ông 400 hoặc là 300 là chỉ có trở ra kia xong rồi nghịch mấy cái thôi, còn không là phải 400. Nhưng mình không thể làm được. Còn nếu ông Thuận là gọi là ông ấy bán được, ông trở ra kia xong rồi không lấy tiền thì mình lại cảm ơn, nhưng mà thường là không thể lâu dài được. Đây ông cõng ông không những cây mộc này còn nhiều cây mộc khác. Nó phải trả lần thứ nhất, trả lần thứ hai. Thằng cu em vậy, nó dùng cái xe lâng ấy, nó lâng cho mình 2 lần xong nó không lấy tiền. Đến bây giờ mình cũng còn ngại. Bảo nó lâng cho mình cây này, còn 2 lần trước nó không lấy tiền rồi, ngại bây giờ nhấc máy nên gọi em nó ngại. Đấy, giúp lần 1, lần 2 thôi, chứ còn không thể giúp được mãi. Ông cõng ông làm cho mình ví dụ 1 năm hoặc mấy năm liền. Bây giờ bảo là chuyển cây này ra xong rồi, thôi ông vào nhà cháu uống nước, không thể làm trò ấy được. Còn nói chung chuyên qua cái chuyện bán Tết thì tôi lại vừa mới mách ông Thuận, nhưng ông Thuận ông bảo là cái việc ý chắc chắn là nhiều người làm. Ông bán cái quả này quả chuối đúng không? Ở địa phương tôi gọi là quả chuối. Ở trong các ông thì có thể gọi là su hào hay cải bắp thì tôi không biết đâu nha. Nhưng đại ý là bán chuối. Thì là tôi bảo là Tết ở đây thì đây cái nhà kia này nhà tôi. Thì tôi bảo là ở đây mà bán cái quả bưởi đỏ mà vỏ đỏ ruột đỏ là bưởi Luận Văn đúng không? Tôi hay bị nhầm cái Luận Văn với Tân Lạc Hòa Bình. Thì là bưởi Luận Văn ở đây này. Thì là mua 20.000 bán 50.000. Nhưng ông Thuận ông bảo là không dễ dàng đâu. Mẹ dễ như thế thì đầy thằng làm rồi. Thế mình mới vừa bảo ông ấy là nếu mà ai cũng nghĩ là ví dụ mổ gà mổ vịt này mà dễ kiếm ăn là nhiều người làm rồi thì chỉ có thế này thôi. Nhưng mà cái ý tưởng cũng hay, tức là cái bưởi vỏ đỏ ấy nó mang lên mạng nó bán cũng 100.000 đấy, trăm mấy đấy thật. Còn quay lại cái chuyện mộc hương đấy, là cái chuyện bưởi vỏ đỏ thì chắc là thằng hổ mà tôi vừa bảo là nó làm đấy, tại vì nó làm những cái
cái dự án mà tôi làm cho nó là tôi lên gọi là lên lên gọi mình nói là lên cái mẹ gì nhỉ, gọi là lên cái mô hình ấy. Thế là nó mang quất 200.000 với 250, nó mang về chợ này nó bán chắc nó cũng phải 400 500 đấy đấy. Nhưng mà bảo ông Thuận thì ông bảo là ông Thuận ông bảo là nếu mà dễ kiếm tiền như thế thì đầy thằng nó kiếm tiền rồi, không đến lượt mình. Thế thì nó khó, nói thế nó khó đấy. Tức là cái vòng an toàn của mọi người không dễ mà thoát ra được. Nếu mà mình mua ở ruộng thì tôi giới thiệu cho ông Thuận, bảo là cháu giới thiệu cho ông chỉ 20 30.000 một quả cắt ở ruộng. Ông ra đấy ông thuyết phục bà ấy là thôi cháu chỉ cắt 10 quả trước để cháu thử bán hàng online xem thế nào, xong rồi được thì cháu sẽ về cháu lấy thêm. Thế là mang ra chợ này bán, cứ bán bày ra 10 quả một, 10 quả một, bán 100.000 một quả, 50.000 một quả là mình có lãi. Nhưng ông Thuận ông bảo là nếu mà dễ thế thì đầy thằng nó làm rồi. Thế là tôi mới bảo thế thôi thôi ông cứ yên phận, ông mổ gà mổ vịt thôi rất chứ khó. Các bạn hình dung được, ai cũng muốn giàu nhưng mà không phải ai cũng dám thoát ra khỏi một cái vòng an toàn của bản thân để mà làm giàu đấy. Đấy có ai ý kiến gì thì là ấy đi, đây để tôi đo xong rồi, đây tôi đo cho mọi người cái vanh đấy. Cái thằng kia nó cứ bắt mình là nói ít thôi nhỉ, mẹ mày phải biết là mày đang ở đâu chứ nhỉ, mày đang là ai và mày đang ở đâu chứ nhỉ, mày đang vào đây mày theo dõi và mày xem tao nói sao mày cứ bắt tao phải thế nọ thế kia nhỉ, mày là ai, có phải bộ trưởng bộ TikTok không, mẹ cứ vào xong rồi mình là khách mắt cứ trợn trừng lên. Cây mộc này nói chung là ông chó, ông hàng xóm đang đòi 5 triệu. Còn tôi bảo rồi nếu mà bán được 5 triệu thì nói chung là nó mình thì là mình chỉ quay cho mọi người thôi, chứ còn nếu mà 5 triệu này tôi theo tôi là phải thay lên một cái chậu gọi là chậu lục giác 86 như cái bể của tôi ấy, chứ còn cái chậu này nó hơi xấu. Nói chung là có thể là nó cũng cũng đến cái mức mà mọi người mua lẻ tầm 5 triệu đấy, 6 triệu. Bán được nhiều thì càng tốt. Cái này nếu mà vít cái này nếu mà theo tôi phải mọi người lấy cái dây xong rồi vít ra như thế này thì nó tròn tán. Mọi người hình dung chưa? Cái này nói chung là cũng thuần chậu lâu lắm. Chó ra kia. Cái này phải vít sang bên này nữa thì nó mới cân này. Đấy. 5 triệu các ông mua được không? Hay là 6 triệu? Bán được 6 triệu nhỉ? Các ông lại trả giá chục triệu thì nó mệt. Thực ra là cái hàng cây cối thì như mọi người nói thì là đang bảo là cây cối nó vô giá. Nếu mà còn nếu mà bọn tôi mà ở trong giới mà nói thì nói chung là tôi mà trả ông Thuận thì tôi chỉ trả 2,5 triệu thôi. Ừ, con này mày có im không, bán cả mày bây giờ đấy, nó mà đập cháu là phải bán cả nó rồi đấy. Định giá thì định giá như vậy, nhưng mà hàng cây cối thì nói chung là vừa mắt là người ta mua. Có người thì ví dụ như là cây này, vanh của cái gốc này mà không đo sát gốc nhá, thì đo cả cỏ thì nó là 2,5. Nói chung là đo cả cỏ là 2,5. Còn nếu không đo cỏ thì nó tầm 2,3. Đấy, nó không đo cỏ thì 2,3. Cỏ thì nó không đáng gì đâu, không phải 3,3 củ. Cho tôi làm củi. Cây này thực ra là nếu mà nói ra là nếu mà hàng thuần chậu như này thì ông nào trồng ông biết. Nếu mà chỉ mà nhìn gốc nhìn chiếc này thì nó chỉ rơi vào khoảng tầm 6-7 năm. Nhưng thực tế nếu trồng chậu như này thì nó lâu lắm. Mấy cái thứ hai là các bạn nhìn nhá, khi mà trồng chậu như này thì cái gốc nó không to được, chiều cao nó không phát được. Còn cái tán như thế này nữa, cái tán này là lâu lắm rồi đây này, thâm niên là nó cũng nhiều năm công tác rồi. Chứ còn hàng đất mà để có tán rụt rịt như này thì không có được. Mấy cái thứ hai nữa là mọi người không phải là mọi người so giữa cái cây hàng chậu, cốt chậu. Chứ chậu này của ông ấy cũng phải tầm chắc là cũng phải tầm tầm 5 năm rồi nhỉ? Năm thì cây này gần chục năm rồi. Gần chục năm rồi á? Cái gì đó là tao mua có 10.000. Mua 10.000. Ờ. Nhưng mà từ cái đợt bé tí à? Đúng. Thế là hơn chục năm rồi à? Ờ. Đây thoát đây gọi là thoát xong thân này này, cây dưới là 2,3 nhá. Thì cây dưới 2,3 mà thoát thân như thế này thì nó được khoảng tầm 18. Tức là mọi người không thể so sánh cái cây hàng đất nó gốc nó to với cả cái cây cốt chậu được. Mọi người hình dung chưa? Đây là 20 này. Thế nói chung là nếu mà chục năm mà ông ấy đòi 5 triệu là cũng hợp lý đấy. Các ông không mua là tôi bách về đấy.
Cái này nói chung là để cái cành này cũng được, nó hợp lý, gọi là tam đa. Còn bình thường nếu mà như người khác là người ta thích hai thân thì người ta sẽ cắt cái này đi để người ta hai cái thân này. Nhưng mà bình thường tôi nghĩ là thoát xong thân thì nói chung là nó rơi vào khoảng tầm 50 năm phân. Đấy, 50 năm phân. Đấy, còn mỗi thân thì cái thân này bên này bé hơn. Thân bên này bé hơn, cái này khoảng tầm 12, 13 gì đấy. Còn bên này, đấy không đo tật nhá, không lại bảo là đo, thằng này đo cả cái tật 12 chưa? 12, 13 chưa? 12 rưỡi. Được gần 12 rưỡi. Đấy, các bạn ấy ở trên mạng các bạn ấy bảo là bưởi đỏ chỗ em bán 160 đây này, một quả đây này. Ông mua có 20.000 với 30.000, ông làm giàu, ông bảo ông bán 50.000 mà ông còn không bán. 10 năm bán thì đã bảo rồi, không cháu đã mách cho thì không nghe. Làm thì đầu nó lẩy số, nhưng mà mỗi tội là cháu không có thời gian thôi. Bây giờ nói chung là cũng qua cái giai đoạn ấy rồi. Để kiếm kiểu 1 triệu một ngày. Làm gì có mỗi bà ở chỗ An Vĩ kia, bà có một vườn thôi. Ở đây làm gì có à? Ôi rồi ông ấy nhầm đấy. Ông về đây ông cứ phẹt người ta 100 xong rồi người ta mặc cả xuống 50 là vừa. Nói đùa làm gì? Tại vì là ở đâu cũng có người giàu người nghèo. Suy nghĩ là ở đâu cũng có bưởi, nhưng mà bưởi vỏ đỏ người ta làm gì có à? Cao cây cả chậu như thế này thì nó rơi vào khoảng tầm 3 mét đấy, không đùa đâu. Được cái tán. Cho nên nói chung là theo như mọi người mà ấy thì cái hàng đất với hàng chậu nó khác nhau. Còn nếu mà cái này mà theo tôi mà phát mà tôi bảo ông cõng thì ông sẽ vít cái tán bên kia nữa để cho nó cân với cái tán bên này. Hiện tại bây giờ cái tán là nó chưa được cân, nhưng mà nó răm nó rụt rịt. Đấy. Có mỗi cái là cái chỗ quay chỗ này thì mọi người sẽ bị nó bị át cả, nó kiểu nó trùm cả sang cây đu đủ bên kia, cho nên mọi người khó hình dung. Đây là ở Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, Hưng Yên. Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, Hưng Yên. Nghe vẻ là 5 triệu cũng trôi đây này. Mộc ta đấy. Ơi, mộc ta thì ở đâu chả mộc ta. Ơi, gai gai. Nên nói chung là ông Thuận là chiều như thế này là khách cũng chiều cái giá 5 triệu đấy. Đấy. Mà mình thì thực ra là kiểu đứng trên danh nghĩa là kiểu cái người bán số lượng lớn này. Cho mình chỉ trả ông ấy chỉ 2 triệu rưỡi thôi. Nhưng mà quay cho mọi người thì nó gọi là người mua thực. Thì cái giá mà mọi người mua là mua lẻ, xong rồi lại có những cái cây nó phù hợp. Thì nói chung là cái mức giá phải gấp đôi thế nào cũng hợp lý. Mọi người hình dung chưa? Ví dụ tôi mà mua cây này mà tôi mua để tôi kinh doanh hoặc là tôi mua để tôi chơi thì thực ra giá rẻ hơn mọi người rất là nhiều. Kể cả quất cũng vậy. Mọi người mua bây giờ mua ở trên ruộng thì mọi người mua 700 đến 1 triệu, 1,2 triệu. Đấy, nhưng mà ví dụ như là tôi mà trả hoặc là tôi để tôi mua, kể cả mua một cây tôi cũng phải giá khác. Chứ không thể mua theo cái giá của mọi người được. Trừ khi tôi mua một cây để chơi thôi thì nó khác. Cái răm tán thì nó cũng rụt rịt. Mà 5 triệu bốc nhanh đi à? Không, không phải ép giá các ông chứ không hiểu à? Mẹ, tôi nói thật tôi chả việc gì phải ép giá. Nhưng mà tôi quay cho mọi người đây để mọi người trả 5 triệu để mọi người mua để có cái mà ấy thôi chứ còn. Tôi ép giá làm gì? Tại vì thực ra như này này, nếu mà tôi ép giá từ 5 triệu xuống 2 triệu rưỡi, ông Thuận ông không đánh, ông không bán. Ông này bảo là ừ thế tao nghe mày này mua một cái chậu, xong rồi tao trồng lên cho nó đẹp. Xong rồi lúc ấy được khoảng 3 triệu, 4 triệu thì mày vào mày bán cho tao. Mày bán 5 triệu là mày có công. Nhưng mà nếu mà cái chậu này tôi lại phải về, tôi phải mất cho ông cõng là 300 nghìn, trở ra nhà tôi. Xong mua một cái chậu tầm 5 lít cho lên. Thì lúc ấy bán 5 triệu nó dễ dàng lắm thật. Chỉ bỏ ra khoảng 800 đến 1 triệu mà bán 5 triệu nó dễ dàng. Chứ còn bây giờ đứng trên danh nghĩa là mình là người đi mua thì bao giờ, tại vì mình mua nhiều ấy. Mình mua nhiều với cả mình cũng gọi là có thâm niên. Cho nên mình mua cái gì nó cũng rẻ hơn các ông, cho nên các ông đừng có so bì. Các ông mua một cây hoặc cả đời các ông mua được chục cây nó khác. Một vụ mộc hương mình bán tận nghìn cây. Quất cũng vậy, mình vừa mới sờ mó vào mình bán hàng nghìn cây, 2.000 cây. Nó khác với cả các bạn gọi là cả đời mua được 10 cây quất. Nó khác. Đấy, tôi phải nói thật, mới một vụ này tôi bán 1.000 cây quất. Còn nói sơ qua cho các bạn đấy, còn chiều cao cây này thì nói chung là nó trên 3 mét đấy. Mà cái chậu này nó đang rất là xấu. Đợi thay chậu thì nói chung là 5 triệu là nó nhẹ. Nếu mà thay...
cái chậu đẹp, cái chậu mà vuông ấy thì 5 triệu thì nó đẹp, à nó hợp lý. Mà nó rẻ, nếu mà thay một cái chậu thôi chỉ mất khoảng tầm 500 nghìn cái chậu. Xong rồi công thay, tôi mà đã sờ mó vào cái gì tôi cũng phải trả công. Ông cõng ông ấy trở về nhà tôi là tôi cũng phải trả ông 200, 300 nghìn. Ông ấy thay chậu nữa tôi phải trả ông ấy thêm 100, 200 nghìn nữa. Đấy là mất 500 nghìn cái công thay. Công bê cái cây này vào xong rồi mang chậu về xong rồi mua đất, mua điếc cho vào. Nó tự nhiên mất 1 triệu. Nhưng ông Thuận này này ông ấy vừa chơi vừa ấy được. Ông ấy xuống kia ông bê một cái chậu xong rồi ông ấy không tính công của ông ấy vào đấy. Cái việc ông xuống kia ông bê chậu xong rồi cái việc ông ấy mang đất về đây ông ấy trồng, ông ấy không tính vào. Bê cái cây này ra chỗ nọ chỗ kia ông không tính công. Nhưng tôi đã là người kinh doanh hoặc tôi đã là người ấy thì cái gì tôi cũng phải tính công cho các bên. Ông cõng ông chở ra kia làm sao mà tôi bảo là chở thế thôi, ông vào ông uống nước hết cốc nước là thôi, hết công. Không chơi thế được, tại vì một năm mình còn nhờ ông ấy hoặc là mình còn bảo ông ấy nhiều việc nữa. Xíp xiếc cũng vậy, bây giờ lần một lần hai thì còn bảo là thôi ông hộ cháu, cháu hộ ông. Nó không có chuyện ý. Ông Bèo đấy. Bảo ông Bèo đấy mà chốt 4 triệu rưỡi á. Ông Thuận có bán 4 triệu rưỡi không nào? Đấy đút bùi vào cái gà ông Thuận ông đây này, ông Thuận ông bảo đút bùi vào vào phải 5 triệu. 5 triệu là rẻ. 5 triệu là rẻ đây này. Ông Toan à, cái bạn Toan 92 này là ông bảo đang đăng cả ông Bèo ra ăn này. Nào. Mày ra đây là tao bán cả mày nữa đấy. Mày mày nom rom chui vào. Cái này nếu mà theo như mắt mọi người là mọi người vít ra kia. Đấy toàn bộ nó là sự thật. Đấy. 4 triệu 9 á. Ôi, trả giá cái gì sao trả giá thấp thế nhỉ? Đang giá nói chung là 5 triệu. 5 triệu là thôi tôi bán hộ ông Thuận chứ thử. Kiếm gì 1-200 nghìn của ông ấy mệt lắm. Đấy 5 triệu đi nhá. Các ông có mua với cả ông nào Thọ Bình, ông Bèo, ông biết thì có mua thì ấy. Tại vì gia chủ ông Thuận ông chỉ có mỗi cây này. Cho nên là có mỗi cả sự nghiệp mà mười mấy năm bây giờ là có mỗi một cây này. Cho nên là mọi người ông đòi 5 triệu thì nói chung là bảo 4 triệu rưỡi ông bảo là đã bán bút đút buổi mà. Đấy cho nên nó khó. Cho nên là mọi người mua được thì hãng mua. Chứ còn nếu mà trả theo kiểu của tôi ấy, thì vào tôi uống nước xong rồi tôi bảo là cây này 2 triệu rưỡi. Nhưng mà 2 triệu rưỡi bảo thôi thế thì để đấy. Xít ông ấy định vác gậy ông ấy đuổi đấy chứ. Tại vì hôm qua tôi cũng bảo là tôi nhìn qua thì nếu mà trả thì trả rẻ quá 2 triệu thì lại gọi là mất lòng chú cháu. Trả 2 triệu rưỡi là rụt cũng được. Nhưng ông bảo là 5 triệu. Thế nói thật, chả tôi phải kênh kẹo cái gì hay chả phải nói dối. Đấy là mọi người mua được thì mua nhá. Cái này nếu mà theo tôi nếu mà mua được thì mọi người vít thêm. Quả ông Thuận nha, ông Thuận mà muốn bán được giá nha, ông Thuận mua ngay cái chậu 86. Nó cao. Thì lúc ý là nói chung là bán 5-6 triệu thì nó đơn giản. Kể cả bán được 6 triệu. Nhưng bây giờ để đây 5 triệu người ta còn trả giá 3 triệu, 4 triệu. Nhưng ông cứ về ông thay, nghe cháu thay cái ý. Cháu phát lên tầm 6 triệu, 7 triệu nó cũng đơn giản. Cái chậu nó xấu. Khác gì gọi là Ngọc Trinh nhưng mà nó ăn mặc như bọn dở hơi ấy thì vanh 23 thoát thân như kia được 20 phân thoát lên đây giờ tầm bao nhiêu đây nào. Nói cháu nói không nghe nhỉ. Tức là xuống cái kia mua cái chậu nục giác 86 bể vuông. Mua một cái thì không biết là ông Sơn ông ấy Sơn ông ấy có trở về đây không. Sơn chậu ở dưới chỗ ấy ấy. Chỗ An Vĩ ấy. Ông hình dung chưa? Hay thoát tầm 20 đây này. Thoát tầm 20. Vanh 23. Có một cái hố bom. Nhưng mà không đáng kể. Đấy không này bảo là da mịn mới cả không tật không sẹo mà là có hố bom. Vanh này vanh 23. Thuần chậu khoảng chục năm nay rồi. Vanh 23. Ông các ông nào đừng có so sánh là cứ vanh 23 xong rồi cây thuần chậu mới cả đợi cây đất nhá. Mà cái cây thuần chậu nó khác. Mọi người hình dung chưa? 6667. Thoát xong thân 6667 này. Đấy mọi người nhìn cho kỹ đấy nhá. Phải mộc ta. Mẹ 4.
4 triệu rưỡi ông Thuận ông còn bảo là bán đút bùi vào lại ông, các ông lại cứ trả 2 triệu rưỡi mới 3 triệu, cứ trả như tư cách của mình, trả làm sao được. Đấy, tôi đã bảo rồi, cái 5 triệu tôi không thể ăn được, tôi mới giới thiệu luôn cho các ông mua lẻ. Tại vì làm sao? Tại vì các ông mua lẻ thì các ông có thể là các ông chỉ có cả sự nghiệp của các ông chỉ mua được 3-4 cây thôi. Nó không như mình. Các ông hiểu chưa? Cho nên là 5 triệu là đối với các ông mua lẻ là trôi. Chứ còn qua tôi mà tôi mua của ông Thuận 2 triệu rưỡi về tôi vẫn bán 5-6 triệu bình thường. Cho nên các ông mua 5 triệu của các ông Thuận như thế này là rẻ. Còn để ông ấy sang chậu mà theo như cái kế sách của mình ấy thì có thể phải bán 6 triệu. Ông hình dung chờ 6-7 triệu nó dễ. Đã bảo là 5 triệu này. Đã bảo ông Thuận ông đòi 5 triệu nhưng mà với tôi thì khó trôi. Tức là tôi không mua 5 triệu. Nhưng tôi muốn giới thiệu đến mọi người mua lẻ thì mua được 5 triệu. Mọi người hình dung chưa? Cho nên nếu mà ông Thuận ông chỉ dắt tôi mà tao bán cho mày cơ, không bán cho người khác thì 5 triệu là không hợp. Nhưng mà tôi muốn giới thiệu cho mọi người đấy là tình gọi là tình nàng nghĩa xóm ấy, cả gọi là các bạn TikTok với nhau. Thì tôi giới thiệu cho mọi người là mọi người mua lẻ 5 triệu là được. Đấy là tùy theo tư cách của mọi người. Đấy. Mọi người hình dung chưa? Tại vì cái này nhá, các ông đừng có nghĩ đến cái phần gốc mới thoát thân. Các ông phải nghĩ là cái cây này nó thuần chậu khoảng chục năm rồi. Mấy cái thứ hai nữa là cái tán. Các ông cứ thử xem các ông mua được cây nào mà hàng đất mà nó tán nó rụt rịt như thế này không? Tán nó to và nó tròn như thế này không? Còn nếu mà vào mắt mình mà để mình ấy thì mình phải bảo ông cõng thêm, ông vít thêm. Vít thêm thì lần sau nó đẹp lắm. Nói chung là 5 triệu là các ông mua lẻ là hợp lý. Còn để ông Thuận mà chiều hôm nay mà ông ấy nhàn cư vi viết thiện, ông xuống kia ông ấy lấy cái chậu bẻ vuông 86 vào xong rồi cho nó cây nó cao lên thì nó bị mẹ 10 triệu khéo ông cũng trôi. Nhưng mà tôi vào tôi cũng chỉ trả ông ấy khoảng 4-5 triệu thôi. Tôi chỉ trả ông ấy khoảng 5 triệu ông ấy thay cái chậu. Bây giờ ông ấy bán được 5 triệu luôn thì thực ra là nếu mà ông ấy nghe mình ông thay cái chậu thì có thể ông ấy sẽ bán lẻ được giá cao hơn. Còn ông Bèo ông xem cái video này hoặc là ông Sơn ông xem video này là ông ấy là cũng hấp háy đấy. Có thể là lần này là ông Thuận là tốn rất nhiều chè đấy. Ông Bèo ông lại ra rồi này. Đây ông ấy ngồi ông ấy uống mất 2 ấm chè để ông ấy thuyết phục. Mẹ cứ từ 5 triệu xuống 4 triệu 9 với 4 triệu 7. Thôi thì tình nàng nghĩa xóm các kiểu. Các ông hình dung chưa? Khó lắm, có phải mua bán xong rồi các thứ nó dễ dàng đâu. Còn tôi đảm bảo cho mọi người, nếu mà mọi người mua lẻ thì tầm 5 triệu là rẻ. Còn với mình thì bảo mua 5 triệu thì nó khó. Đấy. Đây là Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, Hưng Yên. Cái mẹ cây cao hơn 3 mét. Ôi thôi ông Thuận, một con vịt không đáng bao nhiêu. Ông đứng đằng sau, ông rung rung cái cây đi. Đây, cây đẹp như thế này. Đây. Đây, đang tiếc đây này, đấy. Đấy, ông đứng đằng sau ông rung như này. Đấy, đứng đằng sau. Đấy. Đấy, để cho người ta biết tán này ở chiều cao. Đấy, các ông thấy chưa? Hơn 3 mét. Ông Thuận cũng phải mà 1 mét 6 mấy đây, không phải là 1 mét 72 đây, không phải là anh em ta mau đâu mà nghĩ là ông Thuận là tầm 1 mét 3, 1 mét 4. Tôi cao 1 mét 72. Đấy, cao 1 mét 72 đấy. Đấy, đấy, mọi người thấy tán tròn chưa? Đấy. Đẹp đấy, ông 5 triệu ông bán ông còn tiếc đấy. Đây là Thọ bán này 5 triệu là rẻ, nếu mà mười mấy năm rồi. Cái cây này mà làm cái chậu lên nữa thì thì cháu nói ông rồi còn gì nữa. Ông bán ấy, mẹ ông tay ông, chậu lên đồng đéo ông bảo cháu bảo ông nhá, ông đầu tư thêm vào, đầu tư một cái chậu xong rồi ít đất. Xong rồi trộn ít chấu vào, lúc ý ông bán 5-6 triệu nó đơn giản, 6 triệu ông đơn giản. Ông nghe cháu bảo cho phát cho, xong rồi 6 triệu, xong rồi cháu bán 10 triệu, cháu có công 4 triệu, ông lại có 6 triệu ông tiêu. Mà chậu có 500 nghìn, ông thấy có hợp lý không? Đấy, tự nhiên cháu có 4 triệu, bây giờ cháu bán 5 triệu nó khó, thế là tự nhiên lại bán lại, gọi là tốn nước bọt nhưng mà chả được gì. Ông cứ nghe cháu đi. Xuống dưới kia mua cái chậu khoảng tầm 5 lít, cái chậu bẻ vuông. Xong rồi làm ít đất thịt xong rồi trộn làm thêm một cái bao tải chấu ấy. Bao tải chấu trộn nó đi, trộn ở đây này. Đấy, ông cho đất mới cả cho chấu vào trộn đều nó lên ăn, gọi là giá thể để nó thoát nước ấy. Đấy. Đấy ông cứ nghe cháu đi, xong rồi lần sau cháu vào chứ ông nhớ chưa? Đấy. Thì nó dễ. Còn cái dự án mà bưởi đỏ bưởi điếc thì là ông ấy thì là ông ấy rồi chiều cháu qua thì ông có buôn cái ý thì ông buôn. Đấy, nói ông ấy không tin. Đây, chợ đây.
Bình thường mọi người mà theo dõi mình là mọi người sẽ thấy mình ngồi ở chỗ góc. Bán ở đây là được 50.000, 100.000. Đấy, cháu biết ngay mà. Khó. Nói với các bà cứ bảo là nhà nào cũng có bưởi bán, bưởi đỏ bán cho ma. Thực tế ở đây không có bưởi đỏ ấy. Thôi tôi đi về đã. Đâu bọn kia đâu rồi? Bác. Nó không học à? Mà cứ game kiếc. Ấy xong rồi đến chiều rồi bố đoán nhá. Cháu về à, cháu ra cái nhà kia đây. Bọn không đặt nặng các cái vấn đề buôn bán, mà tính tôi đâu có đặt nặng vấn đề buôn bán đâu. Thì tôi nói ngay từ đầu với mọi người rồi đấy. Tôi vào thì tôi bảo là ông Thuận ông bảo là muốn bán cái này thì tôi bảo là nếu mà cháu mà mua thì chỉ 2 triệu, 2 triệu rưỡi thôi. Nhưng mà người mua lẻ thì nói thật ra là người mua lẻ có mua được nhiều đâu. Chỉ có mất thời gian với những người mua lẻ thật. Mình hôm nay mình vào ấm nước, vào làm 1-2 cốc nước là mình ấy. Là nói chung là nói là như thế, cái giá của tôi nó khác với cái giá của mọi người. Mọi người mua lẻ xong rồi cứ hổ báo cáo trồn trên mạng ấy, chứ còn mua lẻ thì các ông cả cái sự nghiệp tồn tại của các ông mua được chục cây, 20 cây mọc chứ mấy. Mẹ mình là nghìn cây, nghìn cây. Thì lúc ra lúc vào thì nói chung là giá riết tôi định được, nhưng mà định trên cái phạm vi của cái người người ta có thâm niên, có người ta buôn nhiều hay là có người ta mua lẻ nó khác. Chứ các ông mua xong rồi các ông cứ gửi ảnh, ông chụp ảnh, ông cứ bảo là cây này của em là đáng giá bao nhiêu. Mẹ mình định giá làm sao được. Cái giá là giữa người mua và người bán. Trả 2 triệu rưỡi 3 triệu thì ông Thuận nó không bán thì định làm sao được giá à? Đúng không? Cây cối nó có như ấy đâu. Ví dụ như cây Nguyệt Quế này cũng vậy. Các ông cứ bảo là gửi cho tôi cái ảnh xong rồi tôi định giá. Mẹ định giá thằng Kiên Văn nó cứ đòi 3 triệu với 4 triệu thì định cái gì? Đúng không? Cây cối nó cũng vậy. Ví dụ tảng cây mà các ông không mua cây này, mua cây này thì nó lại khác. Nhưng mà các ông cứ gửi ảnh xong rồi nghìn ông cứ gửi ảnh xong rồi vào Zalo tôi cây mọc này định giá cho tôi bao nhiêu để tôi mua. Mẹ mình bảo là cứ hỏi chủ nhà ấy. Người ta đòi bao nhiêu bớt được bao nhiêu thì vớt. Đây cứ phải qua mình là định giá hộ mình. Thứ nhất là mình không có thời gian. Với cái thứ hai là cây cối này mới định làm sao được. Tôi vào tôi định giá tôi bảo là nếu mà cháu mua thì chỉ 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi. Nếu mà trả 2 triệu thì gọi là mất tình làng nghĩa xóm. Thôi trả 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi ông Thuận ông bảo để đấy mà mua, để đấy tao chơi. Để thế nọ thế kia. Tôi bảo là nếu mà ông bán thì ông bán định giá bao nhiêu? Tao bán là tao bán 5 triệu. Thế là tôi mới quay lên cho các ông. Chứ bình thường là tôi với ông Thuận thì ông Thuận không nói thách mình. Để mình lại 4 triệu 9 với 4 triệu 8. Ôi tôi đi về nhà kia đã. Đấy lại mộc quê em. Thôi lại phải ngồi đây lại nói là mộc quê em làm củi anh ơi. Thực ra là nói thật ra quê tôi chả có cái mẹ gì làm củi. Tôi nói thật. Đây hôm trước vứt một loạt củi đây nhưng mà có làm đâu. Mẹ kiểu mẹ gì cũng lại có chuyện khác. Còn thực ra là tôi phải nói thật là với các bạn mà cái gì làm củi hay thế nọ thế kia là thể hiện ra các bạn là thứ nhất là không có khả năng. Mà ở quê tôi những người không có khả năng gọi là ngu. Tức là các bạn không có thị trường, các bạn không có người bán, không có người mua. Xong rồi lên mạng chỉ có chửi bới thôi. Tôi nói thật, tôi nói sợ các bạn đau lòng. Nhưng phải nói thật là với cái loại nào mà các bạn làm củi là các bạn nói thì để nói giảm nói tránh thì là dốt. Nhưng thực tế mà nói ra mà để cho vuông là ngu. Đây cây khế người ta vẫn mua bán bình thường. Tức là kiếm tiền về để tăng thu nhập, để ít lên TikTok chửi bới thôi. Còn đây có những người thì người ta làm củi, nhưng mà với mình thì mình không làm củi, chả có cái mẹ gì làm củi. Với mình chả có cái mẹ gì làm củi. Mẹ lăng xê hoặc lên mạng nói phét một tí thì cũng bán ra tới. Quất cũng vậy, nếu mà mình không can thiệp thì nhiều người thì đến Tết năm nay thì cũng chéo bán được. Nhưng mà đẩy nó lên một cái gọi là cái phạm trù gọi là vũ trụ học. Mình thi thoảng mình nói phét một tí nhưng mà nói chung là cái việc làm thương mại với bất kỳ sản phẩm nào là nó là tốt. Nhưng mà quan niệm của dân mình thì nói chung là nó chưa được khai phóng ra. Hay dùng cái thời gian ấy là hay lên mạng xong rồi cái nọ cái kia làm củi thế nọ thế kia. Toàn những cái bọn chão chuẹt. Mẹ hội nghị thì hàng năm bộ lọ bộ kia vẫn cứ là trồng cây gì nuôi con gì. Nhưng mà phải cho bọn nó mà vào hội nghị là mẹ chồng rồi ở quê tao là làm củi. Cho bọn nó vào cũng chả giải quyết gì. Cho nên nhiều khi mình muốn chặn lắm nhưng mà chặn đéo cho chúng nó vào hội nghị. Mình đang quay mộc chẳng hạn 5 triệu hay là 3 triệu rưỡi 4 triệu. Ở nhà tao có cây to gấp 10 lần. Xong rồi ở tao là làm củi. Ở em làm củi. Nên bọn toàn đánh rắm vào hội nghị chứ tác dụng gì đâu. Các ông hình dung chưa? Tôi muốn chặn lắm nhưng mà đéo giải quyết được. Chặn thì lại mang tiếng ác.
Hội nghị là năm nào cũng tổ chức mà thường niên là cứ trồng cây gì nuôi con gì, nhưng cho bọn nó vào là kiểu mẹ gì cũng làm cổ ấy. Mới trồng nhiều vào không xin được, mới thế nọ thế kia. Thế nên làm sao mà tồn tại được? Ông hình dung chưa? Còn với những người người ta có khả năng thì chả cái gì nó làm củi được. Ngay cái đầu tiên cái định hướng của người ta trồng cây gì nuôi con gì nó đã là khá là chuẩn so với thời thế rồi. Người ta khi người ta nhìn ra thì không phải là trồng ra xong rồi mai sau làm củi. Mà người ta khi người ta trồng hay người ta buôn bán một cái mặt hàng gì, nó không phải hiện tại mà xu hướng của 2-3 năm tiếp theo. Đấy, để người ta kiếm tiền từ 2-3 năm tiếp theo. Đấy, cái người đi kịp thời đại ấy. Chứ còn cái bọn mà nó đi làm công nhân xong rồi nó cứ đau đáu ngày làm sao mà được 120-130 một ngày ấy, thì nên mạng nó kiểu mẹ thì cũng làm củi. Cứ như là nó giàu có mấy cả nó cao thượng mấy cả tầm nhìn lắm. Nhưng nó có biết cái mẹ gì đâu. Ngày mẹ nó cũng đau đáu lên 100.000-120 một ngày. Hiện tại bây giờ nó đang có thể nó đang trầm. Giá có thể là đang được, nhưng 2-3 năm sau cái tương lai của nó là cái sự phát triển. Chứ còn hiện tại bây giờ nó đang có thể nó đang trầm. Giá có thể là đang được, nhưng 2-3 năm sau cái tương lai của nó là cái sự phát triển. Chứ còn một ngày thì sao cái tiền ấy nó không làm từ thiện đi. Bản thân thì mẹ cứ 100.000-120 một ngày, nhưng nên mạng chửi hết người nọ người kia. Bản chất tôi nói là bảo để cho mà nói ngắn thì là ngu. Nhưng mà chúng nó không có chịu bổ túc đâu. Thu nhập thì cứ 100-120 một ngày, nên mạng cái mẹ gì của người khác cũng củi. Mẹ mua được cái cây của nhà nó thì nói thật ra là nếu mà bản thân các ông mà mua được một nhà nó có một cái cây nhá, mua được cây nhãn này nhá. Tôi cho các ông một ví dụ như này để dễ hiểu này. Tại vì là nếu mà nhà nó có một cái cây nhãn này, tự nhiên tôi đỗ lại. Ban đầu tôi là người đầu tiên, tôi bảo cây nhãn này bao tiền. Nó bảo thôi anh mua thì thôi em để cho anh 1 triệu cả không đánh. Mẹ đưa cho nó 500.000. Bảo là mai tớ có người tớ đánh đấy. Gọi là tiền cọc ấy. Mẹ đến hôm sau vợ chồng rồi người hàng xóm láng giềng ra can. Mẹ nó lại kể khổ. Nó bảo là cây này gắn bó mấy tuổi thơ em phải trèo lên ngã xuống em ngã xuyên xoạch trên xoạch ấy. 1 triệu rẻ lắm, vợ em không cho bán, mẹ em không cho bán. Thế bạn bán bao nhiêu? Thôi là 5 triệu, tức là tham. Còn mày à, 5 triệu đồng ý mua nhá, nó lại định lật kèo. Tức là cây này em trèo lên ngã xuống rồi, không những em còn bố vợ, mẹ vợ em trèo lên ngã xuống rồi. Lại ngã. Thế bây giờ mày bán cây nhãn này bao tiền? Thôi 7 triệu. Thế là cuối cùng có mua được của bọn nó đâu. Tức là của nhà nó kể cả cây vứt đi ở bờ ngoài bờ nghĩa. Nếu mà có khách hỏi nó cũng nên rời đấy. Cây của người khác thì nó là cứt là đái hết. Đúng không? Tôi không quan tâm mấy các ông ấy đâu. Ôi đi về nhà uống. Mẹ, à đây chìa khóa đây. Ê, mộc giống mộc giếc đây. Ôi chào mọi người nhá.